tiền lại không cần gì. Qua đây bóp chọc lại cho. Ok. Vô chưa? Rồi. Hello. Bây giờ đây mình sẽ làm mấy cái design. Freestyle nha. Làm 2-3 kiểu design khác nhau. Nhưng mà mình làm freestyle mình không có. Thấy giờ bạn thấy rõ xíu. Thấy không? Rồi. Mình sẽ design nhưng mà bây giờ mình lấy mình đắp một cột trước. Đắp qua kéo lên này, để lên này. Ok. Mình để ngay cuticle của mình đó, để gần cuticle đó cho nó tròn ngay hôm nay nè. Mình kéo xuống. Thấy không? Ôm nó vô từ đây. Ôm nó vô từ bên đây. Rồi mình kéo nó vô đây. Đấy. Hôm nay là cái này là làm freestyle nha bà con. Làm tùm lum kiểu trong này hết. Làm lấy cái đồ nghề chánh xuống rồi là mình làm bằng mấy cái thu, mình lấy mấy cái thu ra mình làm chánh mấy cái thu design đó. Đây. Những chỗ nào mà nó thiếu mình chêm vào. Rồi. Hello Mary. Đây. Tiếp thêm vào lo. Cho cái đây vào đây không? Tròn cho nó lại nha. Không, cái gì? Đây không? Có chứ để lấy để nó chút xíu xài. Đây cho cái cặp ghế đổ. Để đây sơn tí của kỳ. Đây. Rồi. Bây giờ mình dùng mấy cái đồ nghề này ha. Mình dùng mấy cái đồ nghề này mình làm design. Nào, nhánh số này. Tiếp mấy cái này làm mấy cái gì không? Phải rõ không đã. Rồi, cái thằng này sao nó mờ dữ vậy nè. Ok, chờ xíu. Hello Nelly. Want to see and make sure they okay focus. Okay, good. Okay, I'm using the tool. This tool here to create my design. You see how I created with the tools? Yeah. Mình thấy đồ nghề, lấy mấy cái đồ nghề ra nè. Mấy cái đồ nghề là mấy cái gì không? Mấy cái dotting tool á. Mình lấy mấy cái dotting tool ra mình làm thôi. Nha, mình thích thì mình làm thôi chứ không có gì hết. Mình thích làm kiểu nào thì mình lấy cái dot tool ra đó. Mình làm theo kiểu đó. Nhưng bây giờ mình phải cắt nó đi cho nó đẹp chứ không nó không có đẹp cho lắm. Nè. Thấy không? Làm lại ha, mình nhúng cái xíu vào đây là mình đắt thu này, mình bỏ đây này, 1 này, 2 này, đó mình chấn nó vô thôi. Đó, sau khi mình chấn mấy cái đó anh thu vào đó rồi mình bỏ cái bột trắng lên trên thôi. Ok, bỏ bột trắng lên này. Nhìn nó cũng lạ lắm, mấy cái đồ nghề đó kệ, mình lấy vô mình xài mấy cái đó anh thưa á. Đắt mấy cái góc này nè. Nó có 2-3 kiểu luôn. Bye bye. Nè. Thả cái bột vào đây này. Kéo vô này ha. Đó. Chờ anh chút nha. Thank you. All right. Have a good one. Oh, nice to meet you. Sorry I dropped your thing. That's good. See you soon. Have a good weekend. Thank you. You too. Bye-bye. What were you using? That? No, bicycle. Bicycle? Maybe have another guy can come on and I held on and he took off. You fell? No. Or you got thrown in the street? Oh, wow. Interesting. I think I was some red women and he jumped away at the water. And he fell. He stand his balance just to take off. Rolled it all over and cried. Oh, what to do, what to do? Rồi cái má bà này dính cái nào vậy đó? Đâu nghe, dán lên cái heo. Ồ, bà. Mua bao hết rồi? Đâu, không sao sửa rồi. Ồ, bà đi, bà má lại kia đi. Ai mua? Ai mua? Đứa của nó mua má kéo. Đâu nói, nó muốn mua nữa. Mà quay là hả? Mua rau cái nữa không? Ok rồi, bữa nay tôi mua luôn. Đi show á hả? Không, rồi online. Ok, bây giờ mình trở lại ha. Mình lấy màu khác. Mình muốn làm con rùa ở mình muốn làm con rùa ở đây. Nên là mình tạo ra cái nền trước trước khi mình làm con rùa ở đây. Bắt về đây. Mình quét cho nó cái nền trước ha. Mình muốn lấy cái nền trước. Đấy. Rồi mình lấy. Mình lấy cái màu xanh đó, mình muốn làm con nâu này. Mình muốn làm con rùa màu nâu. Đấy. Thả nó xuống ngay giữa. Okay, so there's no nerve. Oh, there's nerve, but very light. It's not like that. Cái này mình làm nhiều khi cũng lẹ hơn là mấy cái bông hồng. Nha, mình làm này nhiều khi lẹ hơn làm mấy cái bông hồng. Mình có thể làm bông hồng ở dưới. Nhưng mà David anh đang làm này là anh làm con anh đang làm con rùa nha. Okay. Rồi bao nhiêu cô Solin? Làm hai cái chân ở trên. Thấy không? Hai chân ra đây này. Đẩy vô đây. Đó. sau đó đó mình dùng cái đồ ấy đó này, mình thọc nó ở trên lưng á, xoay nó, mình làm ra nhé, mình làm ra cái kẻ giống như là đó. Mình chấn đó đó, cái kiểu giống là mình tạo ra cái cái ấy của cái lưng của nó đó. Mình chấn hai bên này. Đó, chấn này, chấn ở đây nè. Okay. Cái này lát mình bỏ cái bột trắng vào dừa vào đây nè thì nó sẽ lên được mấy cái ấy thôi. Đừng có quên là mình có hai cái trên đằng sau nữa, hai cục nhỏ nhỏ thôi. Thôi đâu có hai con rùa ha, làm một con rùa đực và một con rùa cái, lúc nào cũng phải có hai con rùa đực, bò để tìm rùa cái ha. Rùa này ha, hai chân rùa này ha, hai cái chân của nó này ha. Okay. Nhưng mà làm gì làm, đừng có quên con rùa nó bỏ đầu nó ra ngoài này, đầu nó ra đây này đó, thấy cái đầu của nó không đó. Đó, đầu nó đó, đẩy nó lên. Okay, nhỏ nó lại ha, đầu nó đó. Chờ cho nó hơi khô khô xíu, mình lấy cái này là mình chấn, mình cạnh xuống, mình làm hai cái mắt của nó. Sau khi đó mình lấy những cái bột này mình bỏ lên đây đó. Bỏ bột nữa đó, bột à, mình bỏ cái màu cái gì đó, mình bỏ cái bột gì đó, bột candy á. Tại vì candy nó, cái màu candy nó giống như là nó transparent vậy đó, nó nhìn xuyên qua đó. Đó, bây giờ mình bỏ cái trắng trắng lên cái người của nó, để cho nó thấy những cái giống như kiểu mà nó có cái đó, lỗ vô mấy cái lỗ của nó này, bỏ vào đó. Okay, bỏ lỗ nó vào đó. Rồi. Bắt đầu mình cứ tiếp tục, mình lấy cái màu candy này. Mình overlap cái màu candy trên lưng đó. À, nghiêng nó xuống cho bột nó chảy xuống nè. À. Đó. Theo nó vào. Okay. Kéo nó vào, được chưa? Đắp đều đây. Chút xíu mình trở lại mình vúa đi là design nó xuất hiện lên thôi. Thì mình muốn coi nó ra làm sao, mình vúa xuống. Không thấy gì hết à? Thấy không? Mary, Nguyễn thấy không? Anh thấy rõ lắm mà, bên anh thấy rõ lắm mà sao em không thấy gì? Nè, nắp cho nó tròn lại nha. Okay. Ngay đây nè, tròn ngay đây nè, thấy chưa? Đó, có ai thấy gì thấy chưa? Hello Cường, hơi xa một chút, hơi xa hả? Muốn gần lại hay là sao? Anh để xa, nhưng mà anh để xa anh zoom lại rồi mà. Ok. This one. Vậy là màu xanh này ha. Màu xanh này nó giống như là màu xanh rong vậy đó. Lại có bột ngay đây này. Kéo xuống. Đấy, kéo xuống không? Kéo xuống này. Cái màu xanh này nó rất là đẹp nha, khi mà nó lên nó vô ấy đó. Bị ra khỏi khung hình, bị ra khỏi khung hình ha. Ok, để anh bây giờ anh ráng cố gắng giữ ngay giữa này này, ok. Nè vô nè. Đó. Ôm vô này, ôm vô này. Ok. Mình lấy chút xíu này. Thả ngay đây nè. Cho đều ngay đây nè. Đó, cho đều, đó cho đều. Okay. Rồi rồi bắt đầu mình mới dùng mấy cái đồ nghề này. Okay, mình dùng mấy cái đồ nghề này mình này, mấy cái này là mấy cái đó anh thu thôi chứ không có gì hết này. Đây là mấy cái đó anh thu, nó dễ, nó mình muốn chế biến nó mình làm vậy này. Đặt vô này. Ấn xuống này. Đó. Lấy ra. Cái lớn này. Cái nhỏ này. Ok. Cái lớn này. Cái nhỏ này. Thấy không? Thì xem mình làm nhỏ nữa này, tùy theo thôi, mình thích đó thì mình cứ này. Đây cái này là những gì, những cái này là những cái đó anh thư thôi, rất là đơn giản, thấy không? This is just a, oh, this is a dot and two right here. I'm using a dot and two to dot into my acrylic. Why it's still soft? So on, and then what I do, I'm just gonna overlay them with my white powder. That's it. Okay. I'm gonna do the dragon. The dragon, the whole thing. Yeah, it's gonna come from here down. Chinese dragon. Yep, just made on too. Nothing special. And then just fill them in. Rồi mình fill nó lên là cái chút xíu nó mình dũa nó đi thôi, không có gì hết. Mình dùng những cái đó anh thư đó, mình làm đó, rồi xong một bên. Còn em này nữa. Này. Thả cái bột này kêu đi cầu này không? Kéo xuống. Kéo xuống, thấy không? Giờ mình ôm nó vô thôi, thấy không? Ôm nó vô thôi, cứ từ từ mà làm nè, ôm nó vô này, thấy không? Vuốt từ hai bên này vuốt xuống này, thấy không? Chùi cọ sạch đi này, thấy không? Vuốt đây vô, vuốt đây vô này, vuốt từ hai bên vuốt vào này. Nào. Rồi. Đánh xuống này. Đánh xuống này. Đó. Nè. Ôm nó vô đây nè. Ôm nó vô đây nè. Đấy. Rồi, anh muốn lấy cái thằng này. Anh thả nó trên mặt. Tại vì cái thằng candy này đó. Nó sẽ tạo ra mấy cái người ta đã nói, nó hỏi cái màu chị đã nói số rồi, đi lựa đi chứ còn ngồi chờ số 3 rỗng như vậy. Trời thôi để tôi làm rồi ghi sổ luôn, tôi ngồi ra chứ tôi đang ở không rồi. Thấy không? Ôm nó vào, Còn nó vào. Bỏ cái chút xíu, bỏ chút xíu cái mình bỏ chút xíu cái bột kim tuyến lên trên đó. Không? Để ý này thấy không? Đó. Những cái design đó mình làm thì bây giờ mình lấy dây cước này. Mình có nhiều cách làm lắm, mình có nhiều cách làm design lắm. Này. Cách bánh chưng, cách bánh tét gì đó. Muốn cách gì cũng được. Thấy không? Ừ. Nhiều kiểu cách qua thì cái bột nó còn ướt, mà cái bột nó còn ướt thì mình có thể mình chấn thôi, nhưng mà mình chấn thì chấn lại trong cái khuôn mình mới chấn lại đó, mình muốn cho nó mở rộng ra đó. Đó mình làm như vậy để cho cái line nó đều cho mình thôi. Rồi mình bỏ bột trắng lên thôi, đơn giản. Hết lên luôn. Lát nữa mình bỏ cái màu ấy lên thôi, màu kim tuyến á, cho nó chạy vòng vòng thôi. Đó, cứ nhét vô quậy đại vậy đó, cho nó ra mấy cái kiểu này kiểu kia vậy thấy không? Hello Lillian, hello em khỏe không? Rồi bây giờ ha, mình cho chút xíu bột xanh xuống dưới, mình muốn tạo ra khác nhau chút chút vậy đó. Cái này cho cái bột xanh đó, neon xanh này, vào những cái lỗ đó đó. Xíu nữa mình dũa đi cho nó coi nó ra làm sao. Đắp cho nó gọn lại là mình dũa đi thôi. She said to wear that. Oh yeah, because I didn't have those shoes. Yeah. Thank you. Thank you. Để sát vào ha. 35 của em, 35 chị mới lấy giùm em được, chị mới cho em xin á. Chị mới đâu hả? Rồi mình cắt nó qua bên dũa thử coi nó ra sao. Hỉ xa quá em coi không thấy rõ, xa quá hả? Anh để lên lại nữa nè. Ok vậy được không? Thế camera off center vậy hả? Kỳ ta. Bây giờ nhìn rõ chưa? Thế camera off center. Bây giờ nhìn rõ cho em Lillian. Nếu mà anh để như vậy thì em làm thì thấy rõ không? Thấy rõ chưa bà con ơi? Ok giờ vậy nè. Bây giờ mình sẽ bật cái lật ngược lại cho mấy bạn thấy cái màu mình mới làm xong là màu gì. Ok mấy bạn thấy chưa? Đó là những cái màu mình mới làm xong nha. Đó tất cả 5 màu. 5 màu mình mới làm xong đó. Ok rồi, ok rồi hả? Ok rồi, ok rồi thì quất tiếp. Ok cắt cái này qua một bên ha. Rồi bắt đầu mình dũa nè. Rồi ok. Đâu, mấy cái này mình lấy cái dot mình thu ra mình làm rồi thấy không? Đứng rất là đơn sơ thôi. Nó ra mấy cái design vậy đó. Design từ những cái thu ra hết thôi chứ không có gì hết. Đây bây giờ muốn coi con rùa này, rùa coi nó ra sao ha. Nãy mình đắp con rùa này và dưới xong rồi mình bỏ cái bột bột kim tuyến lên á. Nãy chưa bao giờ làm này hết, là bây giờ làm nay, làm thử lần đầu tiên, làm thử kiểu này nó ra coi nó ra sao. Hả? rùa này, thiếu một con cái nè. Dúa sát nó xuống, dúa sát nó xuống thì con rùa nó mới xuất hiện lên. Đó, ngay chân đó này, hai chân này ha. Đó, dũa sát xuống thì thấy tất cả các chân là đi đầy đủ hết. Rồi, và bên đây thì cái này, bên đây thì cái design này nó là design của cái đo ăn thù. Okay. Đắp bộ xong lấy cái đo ăn thù chắn mấy góc. Đơn giản. Thấy không? Okay. Thì ngón này là mình lấy dây cước mình cắt bánh, cắt như cắt bánh tét vậy đó ha. Nên là ăn thua mình thôi, mình muốn tạo kiểu nào mình tạo, làm tùm lum ra kiểu hết trơn. Này thì một hai cái đường trắng thôi. Nè. Bây giờ là mới hiện mấy cái nên đi ra mình ở dưới ra thôi. Bắt cái ghế ra. Rồi chút xíu nó trở lại nữa mình có thể là mình gắn đai mình lên, mình vẽ mấy cái design vô mấy cái góc, mình làm sao mình làm tùy theo mình thôi, làm tùm lum hai ba kiểu hết. Dũ xếp này. Hello Bella. Hello em khỏe không? Video này ha. Ok, thấy không mấy bạn thấy chưa? Đây là hai cái mấy ngón tay này để việc làm style, làm nail design mà làm mấy cái freestyle, mấy kiểu freestyle không à. Mấy con rùa